Vâng, xin chào tất cả các bạn. Mình là Quyết Đào đến từ Forex Center và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái công cụ Auto Group để ứng dụng trong cái quá trình mình làm kinh doanh cũng giống như làm dropship. Thì công cụ này có chức năng rất là hữu dụng, đúng không ạ? Nó có chức năng đăng bài trong hội nhóm, và như các bạn biết là các cái group Facebook, các hội nhóm ở trên Facebook là một trong những cái kênh có lượng traffic, những khách hàng tiềm năng ở trong đó rất là nhiều, đúng không ạ? Lượng traffic rất là lớn. Thì mình sử dụng con này để khai thác, đúng không ạ? Khai thác những cái traffic, đúng không ạ? Cái nguồn traffic vô cùng to lớn ở trên Facebook này. Thì với các cái kịch bản được lập ra như là tặng quà hay là tuyển đội nhóm hay là việc mình bán hàng, đặc biệt là tôi bán hàng khá là nhiều trong cái con trong cái Facebook ở trên cái con group, đúng không ạ? Thì hiện tại thì có cái phần mềm Auto Group này làm cho mình tối ưu được khá là nhiều thời gian trong cái quá trình mà mình marketing. Thì sơ qua về cái con phần mềm này, đúng không ạ? Con Auto Group này thì là có chức năng tìm kiếm, đúng không ạ? Trong tìm kiếm thì nó khá là hữu dụng, đúng không ạ? Mình có thể tìm kiếm các cái từ khóa ví dụ như là dropship, đúng không ạ? Hay là nguồn hàng. Nếu mình muốn target vào cái vị trí nào đấy thì mình có thể là tìm kiếm, sau đó mình có thể kết bạn, đúng không ạ? Tham gia nhóm, có nick đó tham gia nhóm. Thì ví dụ như là mình sẽ làm một cái demo cho mọi người xem nhé. Đúng không ạ? Ví dụ như là đây, tôi muốn tìm kiếm về cái vấn đề về nguồn hàng chẳng hạn, đúng không ạ? Tôi sẽ bấm vào tìm kiếm, đúng không ạ? Token này nó bị lỗi rồi, đúng không ạ? Đây, thì khi các bạn quét, đúng không ạ? Bạn quét thì nó sẽ ra những cái group trong cái từ khóa đó, đúng không ạ? Theo cái từ khóa mình mong muốn. Thì quá trình mình viết như là tham gia 20 nhóm, đúng không ạ? Và mình cài đặt cái nhóm có trùng lập hay không trùng lập, đúng không ạ? Là từ bao nhiêu thời gian giữa hai lần mà mình kết, đúng không ạ? Viết như bạn tham gia cái nhóm WeChat Quảng Châu này, đúng không ạ? Mình cài từ 20 đến 100 thì trong thời gian là 20 giây đến 100 giây thì nó sẽ random trong cái khoảng thời gian này để mình tham gia vào cái nhóm thứ hai và nhóm thứ ba. Ví dụ như là sau khi mà tham gia 5 nhóm thì chúng ta sẽ dừng 100 giây. Ví dụ như vậy thì nó sẽ tự động kết, đúng không ạ? Tại vì hiện tại thì bây giờ mình đang đăng, đúng không ạ? Đăng vào group nên ra là cái tác vụ này mình không nên làm, tại vì nó rất là dễ bị checkpoint, đúng không ạ? Đấy, thì cái con này được ghét bằng token nên ra là và sử dụng các cái thuật toán tối ưu nhất và khủng khiếp nhất ở hiện tại. Độ đẹp của mình làm ra thì hiện tại thì con này của mình băm khủng khiếp, đúng không ạ? Đây, bạn có thể nhìn thấy, đúng không ạ? Số lượng bài đăng rất nhiều và đặc biệt là không bị chết nick, đúng không ạ? Không bị chết token, không bị chết con đấy. Và ảnh ở đây thì mình có thể tham gia, đúng không ạ? Đăng ảnh vào. Và cái kết quả của mình thì khá là khả thi, đúng không ạ? Trong quá trình bạn có thể nhìn thấy là hai lần đăng vào trong nhóm của mình là từ 30 đến 100 giây thôi, khá là nhanh. Thì sau khi mà đăng 4 bài thì sẽ nghỉ 100 giây. Với cái tốc độ thần thánh như thế này thì mình có thể đăng được rất rất nhiều bài, đúng không ạ? Vài trăm bài trong một buổi thôi, đúng không ạ? Thì việc mà mình bán được hàng là điều đương nhiên rồi. Và quá trình mà mình vào trong cái tư vấn chốt đơn hoặc là mình kéo traffic về trong cái các cái kênh thứ cấp như là fanpage, như là Shopee, tùy kịch bản của mình mong muốn, đúng không ạ? Hay là tặng quà, đúng không ạ? Hay là xây dựng group, hay là xây dựng đội nhóm, đúng không ạ? Thì đây là một cái con khá là hữu dụng. Và bạn muốn mua cái con này thì bạn hãy lên cái trang là Forex Software, đúng không ạ? Forex Software, đúng không ạ? Lên trang Forex Software .com, đúng không ạ? Để bạn có thể tham khảo nhé. Sau khi bạn tải, đúng không ạ? Sau khi bạn tạo phần mềm, bạn hãy liên hệ với fanpage, đúng không ạ? Fanpage Forex Center, Forex Software luôn ạ. Và sau khi mà bạn tải xong thì bạn liên hệ ở trang này để gì ạ? Để nhận cái key dùng thử, đúng không ạ? Cái mã, đúng không ạ? Cái mã dùng thử. Đấy, thì khi mà chúng ta triển khai marketing, và đây là một trong những cái công cụ mà khai thác cái nguồn free traffic, có nghĩa là cái nguồn traffic miễn phí rất là hiệu quả. Và các bạn dùng thử nhé. Xin cảm ơn các bạn đã đón xem cái video của mình. Chúc các bạn thành công.